Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của trang web xedaphaiphong.com. Và tiếp theo đây là mình lại có là một cái livestream ở một cái video nữa. Mình đánh giá cùng các bạn qua đánh giá với cấu tạo và các chất liệu và cấu hình của chiếc xe đạp touring thể thao giá rẻ đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản và đã được xe đạp Hải Phòng.com nhập về để phục vụ các quý vị trong mùa hè năm nay. Vâng, xin chào anh Thành Lê đã xem livestream. Vâng, và bây giờ là mình sẽ tiến hành đổi camera để cùng các bạn trải nghiệm đánh giá các cái cấu hình và chất lượng cấu tạo của chiếc xe đạp touring thể thao giá rẻ này. Vâng, như các bạn thấy trong khung hình đây là chiếc xe đạp của chúng ta là chiếc xe đạp New Balance hiệu New Balance, tức là sự cân bằng mới. Tiếng Anh mình cũng không giỏi lắm nhưng mà theo mình hiểu là như thế, tức là sự cân bằng mới. Thì chiếc xe này do có điểm rất đặc biệt đó là không có tem mà là dập chữ được nhôm được dập lỗi luôn, nhôm là dập lỗi ở trên khung xe luôn, hiệu New Balance. Như các bạn thấy là trên khung xe thì trên thân xe thì cũng có những cái tem mà chứng nhận là xe đã được qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Xe có một điểm rất là độc đáo là không có tem mà là chữ nhôm lỗi luôn, lỗi lên trên khung xe luôn. Mình thì mình chưa search cái model là trên Google, các bạn có thể tìm hiểu thêm cái thông tin về cái dòng xe này ở Google. Thì biết là cái xe này đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản và có hiệu là New Balance, sự cân bằng mới. Xe thì nhập về thì mình vẫn để nguyên sơn zin, có một số chỗ xước sát đây này, mà mình bên cửa hàng mình không có tút tát lại, vẫn để nguyên hết, zin nguyên hết. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là đo size của chiếc xe này, xem là size của chiếc xe này là bao nhiêu và sẽ phù hợp với những người mà chiều cao bao nhiêu nhá. Xin chào anh Dinh A Thôn, xin chào anh Nguyễn Hà Gia, xin chào anh Nguyễn Hà Gia. Size của chiếc xe sẽ là tính là từ trục đạp này cho đến khóa yên. Thì như vậy các bạn có thể nhìn thấy là size của chiếc xe là vào khoảng 46 cm. Xin chào anh Đặng Hữu An, size của chiếc xe là khoảng 46 cm. Đấy, khung là khung nhôm nguyên bản luôn, khung nhôm, lăm châm khung hút, các bạn thấy lăm châm vào là khung hút luôn. Đấy, xe là không có tem mà là chiếc tem của nó là nhôm dập lỗi, rất ấn tượng, rất độc đáo. Đằng trước của chiếc xe thì được trang bị phanh cái size của xe này là 46 nhỉ, 46 thì phù hợp với những cái người mà cao từ 1m6 cho 1m7 là đi phù hợp cái chiếc xe này. 1m6 cho khoảng 1m72 là hợp, chứ còn nếu mà tầm khoảng 1m75 hoặc dưới 1m6 thì là hơi cao. Đấy, tầm 1m6 cho đến 1m72 là đi hợp lý. 1m75 thì hơi cao, hơi thấp, và dưới 1m6 thì là hơi cao. Xe thì được trang bị bộ chuyển động là đùi đĩa đằng trước mà là 1 tầng, đằng sau là líp vặn 7 tầng hiệu Shimano và bộ đè Shimano Tourlay. Anh các bạn thấy xe được trang bị vành 700C và quả lốp là 700C x 32 và nhôm một lớp. Đằng sau cũng trang bị phanh V. Xe được có cái yên còn rất là đẹp, không bị rách nhiều. Đằng trước thì chúng ta có một cái tay cầm bằng hãng, còn chiếc chuông. Và bằng bên tay phải đây thì chúng ta có một cái tay chuyển số, tay vặn 6 số, 7 số.
để chuyển tốc độ của lip kèm nó với là hai tay phanh. Đằng trước chúng ta cũng thấy là xe cũng được trang bị phanh V này, cũng trang bị phanh V luôn, hoạt động rất là trơn tru. Và bánh đằng trước thì cũng là bánh 700C, và ở bánh này cũng có logo của model của xe là lưu ba lần luôn. Xin chào anh Trương Minh, xin chào anh Minh Trương. Phanh nhôm 700C một lớp và lốp 700C. Đằng trước là phanh V hiệu Promax, đằng sau cũng là phanh V. Sơn là màu trắng, nước sơn là nguyên bản. Xin chào anh Nguyễn Linh. Tổng thể của chiếc xe này thì nói chung là nó cũng cấu hình, xin chào bác đoàn quân khu. Cấu hình của chiếc xe này thì nó cũng xem thôi. Thì mình xin nhắc lại cái cấu hình của chiếc xe này là khung nhôm toàn phần, size là 46, phù hợp cho những người có chiều cao từ 1m62 cho đến 1m72. Và sơn là zin nguyên bản. Cấu hình của chiếc xe là một đĩa và 7 líp cho 7 tốc độ khác nhau, vành 700C nhôm. Và giá của chiếc xe này là bán tại xe đạp Hải Phòng.com là giá 3.800.000 đồng. Và quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết về xe cũng như là những cái thời gian bảo hành và những cái quà tặng đi kèm khi mà mua xe tại xe đạp Hải Phòng.com thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại duy nhất, đó là số điện thoại 0975 709 943. Số điện thoại này cũng chính là số điện thoại Zalo của chúng tôi. Và quý vị hãy liên hệ với chúng tôi để biết được những cái quà tặng và chế độ bảo hành đi kèm khi mà mua xe tại xe đạp Hải Phòng.com của chúng tôi. Và ngoài ra, ngoài bán xe ra thì chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho thuê xe đạp trải nghiệm tại thành phố Hải Phòng. Nếu mà quý vị muốn thuê xe đạp tại thành phố Hải Phòng thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi để có những cái trải nghiệm được những cái chiếc xe rất là tốt của Nhật và không cần mua chúng, chỉ mất khoảng mấy chục nghìn một ngày là chúng quý vị có thể thuê trải nghiệm được rồi. Và sau đó tới đây thì mình đã kết thúc được cái live stream review xe đạp thể thao Nhật bãi hiệu Lưu Balan của đã qua sử dụng tại Nhật và được cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com nhập về trong thời gian gần đây. Và quý vị có cần tư vấn gì thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975 709 943. Và nếu quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp các cái cách sửa chữa bảo dưỡng thì quý vị hãy ấn like cái live stream này và share cái live stream này cho bạn bè mình cùng xem, và ấn kết bạn với link xe đạp Hải Phòng trên Facebook và chọn chế độ xem trước, để mà khi mà chúng tôi có live stream thì quý vị là những người đầu tiên được xem cái live stream của chúng tôi. Còn quý vị đang xem trên nền tảng YouTube thì hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký thì có chiếc chuông, quý vị ấn vào chiếc chuông để quý vị là những người đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi có video mới up lên kênh. Thì ấn kết bạn và xem trước, hay là ấn like và ấn đăng ký, ấn chuông ở trên YouTube như thế nào, thì nếu có quý vị xem ở trên nền tảng YouTube thì ngay sau đây tôi có một cái video hướng dẫn quý vị ấn kết bạn xem trước và ấn đăng ký chuông ở trên YouTube. Xin cảm ơn các quý vị và các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Xin chào bác Đoàn Quân Khu, xin chào anh Ninh Nguyễn, xin chào anh Trương Minh, xin chào anh Đặng Hữu An, xin chào anh Hà Gia Nguyễn, xin chào anh Dinh A Thoan, xin chào anh Thành Nê. Cảm ơn các bác, các anh đã xem livestream của em. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào các bạn.